Yuri Vũ xin kính chào mọi người. Vũ sẽ có mặt ở trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời của anh Đàm Vĩnh Hưng trong tháng 5 sắp tới. Và hôm nay Vũ sẽ tiết lộ một vài những cái chi tiết nhỏ nhỏ về những cái bài hát mà Vũ sẽ trình diễn ở trong chương trình này. Thứ nhất là Vũ sẽ có một cái phần song ca với anh Hưng, gồm những bài mà quý vị, ai mà yêu âm nhạc thì chắc chắn sẽ biết những bài này và sẽ rất là yêu thích. Nhưng mà sẽ không hát một cách mà nó như mọi người đã từng nghe, sẽ được anh Hưng dàn dựng và mashup lại thành một cái câu chuyện xuyên suốt với nhau, với ba bài hát hoàn toàn khác biệt. Hy vọng là quý vị sẽ thấy cái sự thích thú ở trong đó khi mà quý vị nghe. Đối với Vũ thì nó hơi căng, là tại vì mình phải ráng để mà nhớ những cái thứ tự, những cái bè phối, nói chung là nó cũng hơi khó khăn chút xíu. Nhưng mà Vũ sẽ cố gắng hết mình để làm trọn vẹn ở trong cái tiết mục song ca này. Còn bài đơn ca riêng của anh như thế nào? Còn nghe bài... nói là anh tập vũ đạo dữ lắm. Bài đơn ca thực sự là có ý đồ sẽ có vũ đạo nhiều, nhưng mà ngày đó quý vị phải tới thì mới biết được là Vũ có nhảy được hay không. Tên là Vũ nhưng mà Vũ được hay không thì chưa biết, tại vì cũng lâu lắm rồi Vũ chưa có làm một cái tiết mục mà chuyên về nhảy. Chắc cũng phải 5-6 năm rồi mới chuẩn bị dàn dựng một cái tiết mục mà có vũ đạo. Nhưng mà dĩ nhiên một khi mà anh Hưng đã trao cho mình một cái trọng trách nào đó, mình sẽ cố gắng mình làm hết mình để cho anh vui. Và nhất là đây là một cái live show rất là đặc biệt đối với anh Hưng. Đây là live show kết thúc cái chuỗi Dạ Khúc Cho Tình Nhân của anh Hưng, cho nên là sẽ là một cái đêm rất là đặc biệt, một cái đêm mà quý vị sẽ tìm được những cái khoảnh khắc mà sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Thì trong cái album Cho Cuộc Tình Đã Mất á, thì anh có một cái mashup cùng với Hưng và nhận được nhiều cái comment mà yêu thích của khán giả, thì anh thấy như thế nào? Bố thấy rất là vui khi mà quý vị có những cái phản hồi tích cực về những cái ca khúc đó. Đó là những bài hát mà Vũ cũng rất là yêu thích. Nhưng mà để hát trong cái thứ tự đó, theo cái cách đó, thì đây là lần đầu tiên mà khi mà mọi người phản hồi dành cho cái mashup những cái tình yêu thương, thì xin cho Vũ gửi lời cảm ơn đến quý vị. Không những cái bài của Vũ với anh Hưng mà còn cái bài của với lại Uyên Linh nè, rồi xong rồi Trúc Nhân, rồi Trung Quân, nói chung tất cả các bài ở trong cái album đó của anh Hưng đều được quý vị yêu thương hết. Cho nên là đó là cái sự thành công của anh. Và bây giờ nếu như mà tính những cái năm tháng mà anh Hưng đã đứng trên sân khấu 25 năm thì mà vẫn còn cái nguồn năng lượng sáng tạo nhiều tràn trề như vậy, thì nó chỉ có thể xuất phát từ một cái sự tình yêu thương thôi. Đó là tình yêu thương cho sân khấu, cho khán giả và cho cái nghệ thuật mà anh ấy đã chọn. Dạ, nhưng mà nói về riêng anh thì anh luôn luôn là một khách mời đặc biệt mà luôn luôn góp mặt trong những cái concert của anh Hưng á, thì anh nghĩ như nào về cái vị trí đặc biệt của mình? Thiệt sự cái đó cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu như mà mình nhìn khách quan thì mình sẽ thấy mình là luôn luôn đứng được xuất hiện trong những cái show rất là tuyệt vời với người anh của mình. Còn nếu như mà lâu lâu mình nhìn lại thì mình nhìn mà thấy nó về một khía cạnh khác á, thì nhiều lúc mình thấy là mình gần như là mặc định rồi, mình không còn là cái sự đặc biệt nữa, đúng không? Tại vì khán giả nói là live show Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ có Dương Triệu Vũ, cho nên mình phải cố gắng để mà mình bù đắp vào đó bằng những cái tiết mục đặc biệt, những cái chiêu trò, những cái cách hát, những cái gì đó mà nó mới lạ hơn mà khán giả chưa bao giờ thấy, để mà mang lại cái sự mới lạ trong cái sự xuất hiện mà họ đã biết trước. Yuri Vũ xin mời mọi người cùng đến đón xem hai live show của anh Đàm Vĩnh Hưng tại Hà Nội cũng như là Sài Gòn. Mọi người hãy nhanh tay lấy những chiếc vé, những cái ghế đẹp nhất cho mình. Xin chào mọi người.